chào anh em nữa. Anh em thế nào rồi? Cái video vừa rồi thì được tài trợ bởi khu du lịch sinh thái Thung Nham, Ninh Bình nhá. Mình là Lơ đấy. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh YouTube của mình thì mình là một người thích làm video YouTube, vlog, quảng cáo về các nhãn hiệu homestay, khách sạn, làm video nhá. Thực tế ở cái video thương mại này cho resort nghỉ dưỡng nó mang cái tính chất thư thái, nhẹ nhàng, cho nên là những cái chuyển cảnh mạnh như glitch, transition hoặc là cái zoom in, zoom out nó quá là mạnh. Thực tế mình đã gửi một cái bản nháp trước bên phòng marketing bên đó và họ cảm thấy những cái chuyển cảnh của mình hơi mạnh. Thế nên mình đã phải chuyển, mình nghĩ là phải thay đổi lại video thành những cái chuyển cảnh nhẹ nhàng hơn. Và cái bộ chuyển cảnh miễn phí từ cái app DaVinci Resolve nó hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu về những cái chuyển cảnh nhẹ nhàng, áp dụng rất là chính xác những cái gì mà khách hàng họ yêu cầu trong cái video về resort, thư thái, nghỉ dưỡng nhé. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào cái giao diện chính của phần mềm DaVinci Resolve để chúng ta cùng edit và tinh chỉnh những cái chuyển cảnh mặc định này như thế nào để nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Như các bạn thấy thì đây nó là cái tab edit, nơi mà chúng ta sẽ cắt ghép, chỉnh sửa hiệu ứng âm thanh nhiều nhất trong phần mềm này, ở trên cái tab này. Và đây là cái phần media pool, nơi chúng ta sẽ bỏ những cái video mà chúng ta đã quay vào khu vực này để cắt ghép. Mình đã làm một cái video về làm một cái video trên cái phần mềm DaVinci Resolve này trong vòng 3 phút. Trong vòng 3 phút các bạn xem xong các bạn có thể tự làm cho mình một cái video. Mình để cái video ở trên này nhé. Các bạn có thể xem qua, nếu mà thấy cái giao diện của DaVinci Resolve nó còn hơi lạ lẫm thì các bạn có thể xem qua. Trong video đó mình sẽ hướng dẫn cả cách download phần mềm miễn phí và cách sử dụng. Đây, để mình zoom vào thay đổi giao diện. Và mình cho cái timeline này to lên một chút này để cho chúng ta có thể dễ để thấy nhá. Đây mình đã cắt sẵn rồi thì chúng ta sẽ cắt ghép những cái video này là những cái video khác nhau được quay từ những shot quay khác nhau. Và mỗi cái đoạn giữa ở đây này nó chính là cái đoạn mà chúng ta sẽ chèn cái chuyển cảnh vào đây. Để vào chuyển cảnh các bạn sẽ vào Effect Library. Nó sẽ hiện ra những cái hiệu ứng rồi là chèn chữ tất cả các thứ vào trong cái video của mình. Và chúng ta chọn cái tab Video Transition. Nó có hàng chục loại chuyển cảnh ở đây nhá. Nhưng mình gợi ý 6 cái chuyển cảnh quan trọng nhất và mình sẽ giới thiệu trong cái video lần này. Khá là phổ thông nhưng mà nó lại không nhàm chán. Đầu tiên là Additive Dissolve. Additive Dissolve nó là cái chuyển cảnh khá là khó dùng. Bởi vì là nếu mà không sử dụng hợp lý thì nó sẽ rất là kỳ quặc. Chuyển cảnh vào để cho các bạn có thể hình dung ra nhé. Đây, ví dụ mình sẽ add cái hiệu ứng Additive Dissolve vào giữa hai cái đoạn video này. Đó, thì lúc đấy khi chúng ta playback lại, như các bạn thấy đó, nó chuyển cảnh. Và cái chuyển cảnh Additive Dissolve này nó sẽ là tăng cái vùng highlight giữa hai cái đoạn video. Nó sẽ tăng cái chỉ số highlight của cả hai cái đoạn video này ra. Đó, như các bạn thấy thì nó đã tăng cái highlight ở cả hai phần và nó gộp lại thành một cái chuyển cảnh ở giữa. Để sử dụng cái chuyển cảnh Additive Dissolve, các bạn nên sử dụng các cái cảnh có những cái vùng sáng nó trùng với nhau. Khi chúng ta áp dụng vào thì nó sẽ tạo nên một cái đoạn video khá là thú vị. Ví dụ như thế này. Ví dụ trong cái video lần này mình đang quay cái cảnh cái tượng Phật ở chùa Bái Đính. Nó có cái highlight màu vàng. Sau đó mình chuyển cảnh sang cái cảnh mình đang làm vlog ở gần nhà thờ. Và mình chèn cái hiệu ứng Additive Dissolve ở giữa hai cái cảnh đó. Và nó sẽ tạo nên từ cái tượng Phật có cái vùng highlight màu vàng ấy, thì mình dùng chính tượng Phật tổ đó và cái mặt trời khớp với nhau. Để khi đó khi chúng ta chuyển cảnh Additive Dissolve, nó sẽ chuyển cảnh tượng Phật bắt đầu sáng rực lên này và chuyển sang mặt trời. Hai cái vùng highlight đấy nó khớp vào nhau, nó tạo nên một cái cảnh tượng Phật tổ và mặt trời cùng sáng rực lên. Và còn rất nhiều ví dụ nữa các bạn có thể áp dụng để cho những cái vùng highlight trùng nhau giống như mình vừa gợi ý, thì cái video nó sẽ khá là độc và đặc biệt. Thứ hai là chuyển cảnh Blur Dissolve. Trong video quảng cáo này thì mình sử dụng khá là nhiều Blur Dissolve. Ví dụ như đoạn này, cái đoạn đang quay ở trong phòng của resort và quay sang cái cây khế ở đây để chuẩn bị bất khế. Thì Blur nó chính là cái này, Blur Dissolve. Mình sẽ xóa cái chuyển cảnh đi và làm lại chính xác những gì mình đã làm. Đây, Blur Dissolve, chúng ta sẽ kéo cái chuyển cảnh Blur Dissolve. 6 cái chuyển cảnh này đều là biệt chuyển cảnh của Dissolve trong video transition nhé. Đây, khi kéo sang nó sẽ hiện ra như thế này. Mặc định nó sẽ là như vậy. Khi chuyển cảnh nó sẽ làm nhòe hai cái đoạn video, đoạn cuối của cái video 16 này và đoạn đầu của video 17 này. Nó sẽ nghe cả hai phía, nó giống như cái Lost Focus ở Lens. Nếu các bạn sử dụng Lens Manual Focus hoặc là bạn sử dụng chế độ Manual Focus khi bị lạc cái focus hoặc bạn cố tình lạc cái focus để chĩa vào một cái chủ thể nào đấy thì nó sẽ bị mờ như vậy đó. Và nó giống như cái hiệu ứng của Lens thôi. Khi chuyển cảnh mặc định nó quá là mạnh như vậy. Đây là chuyển cảnh mặc định. Đó, bạn thấy cái độ mờ của nó quá là mạnh. Và chúng ta nên làm sao cho cái chuyển cảnh xem nó không bị tức mắt quá. Mặc định nó sẽ như vậy, chúng ta sẽ phải
tinh chỉnh lại để giảm cái độ nhòe đi nhá. Đây, độ nhòe mặc định của cái chuyển cảnh nó sẽ là maximum, nó sẽ là 1. Đây, horizontal strength, đó chính là cái cường độ nhòe. Ở đây nó đang là 1, nó quá là mạnh. Trong cái video quảng cáo này mình đưa nó xuống còn 0.4. Khi kéo xuống 0.4 thì mình thấy nó phù hợp với cái cảnh này, chuyển cảnh từ phòng ra vườn cây thế. Cái độ mờ của nó vừa phải, nhẹ nhàng hơn. Nếu mà trong trường hợp cái nhạc của chúng ta ấy nó dài hơn cái chuyển cảnh, chúng ta có thể kéo dài cái độ nhòe này ra bằng cách thay đổi cái thời gian chuyển cảnh ở cái mục transition vào duration. Ở mục frames chúng ta sẽ kéo dài ra hoặc là rút ngắn lại, tùy thuộc vào mục đích và ý đồ của bạn. Thì bạn có thể chuyển dài ra hoặc kéo lại để cho khớp với cái nhạc. Nên các bạn có thể tinh chỉnh toàn bộ cái chuyển cảnh này cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình nhé. Chuyển cảnh thứ ba mà mình muốn nói là chính là cross dissolve. Đây, cross dissolve. Từ phong cảnh thiên nhiên quay bằng flycam nhé, mình chuyển sang cái cảnh đi thuyền. Mình dùng cross dissolve. Cả hai cái video này nó trở nên trong suốt. Ở cái đoạn giữa này nó sẽ trong suốt để cho hai cái khung hình nó được hòa nhập vào với nhau. Và trong cái chuyển cảnh này mình áp dụng thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Lúc đầu mình dùng chuyển cảnh zoom in, có nghĩa là mình đang ở trên núi này và mình zoom thẳng vào trong cái thuyền này. Lúc đầu mình dùng chuyển cảnh zoom in cơ, nhưng mà nó quá là mạnh. Với một cái dự án mang tính chất nhẹ nhàng này, khách hàng người ta nó không hợp với nhu cầu của họ. Thế nên là mình đã sử dụng luôn cross dissolve. Như các chuyển cảnh khác thì cái chuyển cảnh này cũng có thể điều chỉnh được. Khi chỉnh bất cứ cái chuyển cảnh nào, các bạn nên kéo cái thanh sông công cụ vào giữa cái chuyển cảnh này đó, để xem mình tinh chỉnh nó được chưa. Đây là độ mờ này, và đây là các dạng khác nhau. Chuyển cảnh thứ tư, có lẽ đây là chuyển cảnh dễ dùng nhất, không cần phải tinh chỉnh quá nhiều. Nó giống như cái chuyển cảnh fade in fade out. Chuyển cảnh fade in fade out đó chính là cái chuyển cảnh mà giữa hai cái video này nó sẽ tối đi và nó chuyển sang nhau như thế này. Đó, chuyển cảnh fade in fade out nó sẽ là như vậy. Cái chuyển cảnh fade in fade out này nhá, các bạn có thể sử dụng ở đầu video đoạn này. Đây, bạn có thể sử dụng fade in trong cái trường hợp này là nó sẽ tối dần lên và mở đầu của một video, kết thúc một video. Như này là mở đầu video này. Đây là khách hàng có yêu cầu mình làm sáng dần lên và đoạn cuối của video nó sẽ tối đi như thế này. Đây nó chính là fade out này. Đây là một chuyển cảnh bạn có thể trực tiếp làm trên timeline mà không cần phải ạt vào. Quay trở lại cái đoạn video lúc nãy, mình sẽ thay cái chuyển cảnh deep color dissolve, deep to color dissolve này, nó sẽ chuyển toàn bộ cái khung hình sang sáng lóa như thế này. Đó, nó sẽ sáng rực lên như vậy và nó chuyển sang cảnh khác. Thực chất cái deep to color dissolve này mình sử dụng khá là nhiều cho các cái video quảng cáo cho doanh nghiệp, các nhãn hàng. Ở cuối cái quảng cáo đó thì mình sẽ cho sáng toàn bộ màn hình lên như thế này và hiện ra cái logo của homestay, khách sạn cùng với số điện thoại, địa chỉ. Nó giống như là một cái điểm nhấn. Và các bạn để ý trên truyền hình có khá là nhiều quảng cáo của các nhãn hàng, người ta luôn sử dụng cái chuyển cảnh này ở cuối để nhấn mạnh cái thương hiệu và cái logo. Cái chuyển cảnh thứ 5 là non-additive dissolve. Luma hoặc những cái phần hue, những cái phần màu sắc ấy nó sẽ thay đổi và nó biến mất để chuyển sang cái cảnh của video tiếp theo cũng dạng màu sắc như vậy. Mình sử dụng cái non-additive dissolve trong cái video này ở cái đoạn là có những cái quả khế được thả vào cái nón này. Hôm đấy chúng mình đi bắt hoa quả và mình muốn thể hiện là vào khu du lịch này chúng ta có thể bắt thoải mái hoa quả nhé, để đem về để ăn trong phòng. Thì đây là một cái cảnh của anh Lễ Tân, anh đang thả cái quả khế này vào và chuyển sang cảnh tiếp theo là khế nằm trên giỏ xe đạp. Nếu không có cái chuyển cảnh này thì nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là cắt, nó sẽ khá là hụt hẫng và nhạt nhẽo. Thế nên mình cho thêm non additive dissolve, kết quả chúng ta sẽ có một video như thế này. Đó, như các bạn thấy là cái chuyển cảnh này lúc này nó sẽ khá là hợp lý và nó có cái gì đấy rất là nghệ thuật. Chúng ta cần phải thiết lập sẵn, bố cục sẵn những cái khung hình giống như thế này. Nó sẽ có một cái cảnh này gồm những đồ vật vật thể này nó khớp sang cảnh sau, hoặc là những cái tương tự cùng highlight của vùng shadow nó cũng bùng nổ ở hai cái đoạn giống nhau ấy, và nó có cái điểm tương tự với nhau, thì lúc đấy cái chuyển cảnh nó sẽ rất là hấp dẫn. Thứ 6 là chuyển cảnh smooth cut, là cái chuyển cảnh cuối cùng mà mình muốn nói ở đây. Smooth cut thực tế là một cái chuyển cảnh khó dùng nhất trong bộ 6 chuyển cảnh dissolve này. Về lý thuyết thì nó chuyển cảnh này nó sẽ bóp méo video với nhau và dạng hòa quyện. Đây mình sẽ thử vào một đoạn bất kỳ nhá, nhưng mình nghĩ là sẽ không đẹp. Đây, smooth cut mình sẽ cho vào giữa hai đoạn này. Đó, nó sẽ bóp méo cái khung hình của đầu video 19 và cuối video 18 vào với nhau. Như các bạn có thể thấy nhá, nó bóp méo và nó rung rinh như thế này. Các bạn có thể thấy ở viền video này nó sẽ bị biến dạng ở đấy không? Nó biến dạng và nó bóp hai cái khung hình vào với nhau. Thực tế nếu mà hai cái phân cảnh không liên quan với nhau ấy, khi sử dụng cái chuyển cảnh này thì nó
khá là kỳ cục. Để ví dụ cho sử dụng hợp lý cái chuyển cảnh này ấy, thì mình sẽ ví dụ cho các bạn xem một cái ví dụ ở đây là cái một cái cảnh mình quay nhà thờ ở dưới Kim Sơn bằng flycam. Cùng một cái đoạn shot quay này là một shot quay dài, mình quay cái shot này trong khoảng khá là dài đấy. Thì mình tua lại. Đó, như các bạn thấy smooth cut đấy, nó sẽ bóp khung hình, hai khung hình đó. Và trong cái ví dụ này mình quay cái shot quay này là một shot quay dài. Đó, lúc đó smooth cut nó sẽ hoạt động hiệu quả của nó một cách tối đa. Nghĩa là khi hai khung hình nó bóp lại thì những cái hình ảnh ấy, những hình ảnh khác nhau nó sẽ bóp để nó cắt, để nó tạo thành một cái cảnh mới. Mẹo của mình nhé, khi sử dụng cái chuyển cảnh này thì các bạn hãy quay một shot dài. Lúc này là lúc flycam đang ở gần cái nhà thờ này này. Và cái đoạn sau chính là cái đoạn flycam nó bay được lên một đoạn rồi, thì chúng ta sẽ cắt cái đoạn giữa đi. Chúng ta sẽ cắt cái đoạn giữa đi để chèn cái chuyển cảnh smooth cut vào. Mình sẽ cho các bạn xem một ví dụ khác về mình quay chùa Bái Đính 2020. Mình sẽ sử dụng smooth cut trong cái đoạn mình quay mẫu đang di chuyển đây. Như các bạn xem nhé, mẫu di chuyển và mình sẽ áp dụng smooth cut như thế này. Đó, mình bóp hai cái khung hình lại với nhau, mình quay một shot dài và mình sẽ làm slow motion lại. Và kết thúc của cái đoạn đường này này thì mẫu người ta sẽ quay sang để nhìn sang cái ngôi chùa bên trái. Thế cho nên là mình sẽ cắt cái đoạn đi ở giữa này vào cái đoạn cuối, mình sẽ ghép cái chuyển cảnh này vào cái đoạn mẫu đang xoay người ra. Và cái mấu chốt của sử dụng chuyển cảnh này, mình nhắc lại, khi sử dụng chuyển cảnh smooth cut hãy áp dụng những shot quay dài, cắt đoạn giữa và chèn smooth cut vào giữa, chúng ta sẽ có những hiệu quả hoàn toàn khác biệt so với chèn smooth cut thông thường. Trên đây là 6 cái chuyển cảnh mạnh của DaVinci Resolve mình muốn giới thiệu cho các bạn. Trên thực tế nó toàn là những cái chuyển cảnh mặc định của cái app DaVinci Resolve free. Nó hoàn toàn free và chúng ta có thể tinh chỉnh được rất nhiều và chúng ta có thể có rất nhiều option với những cái chuyển cảnh này. Và mình sẽ làm một cái video khác để nói về những cái chuyển cảnh cấp thấp hơn nhưng chúng ta có thể sử dụng một số hiệu ứng để làm cho nó nhìn đẹp hơn. Và nếu thấy video này của mình hữu ích thì hãy like và subscribe, đăng ký nhé. Nhớ vào nút đăng ký bên dưới kênh của mình để xem các video hướng dẫn về cách edit video flycam, các video du lịch trải nghiệm.